Xin chào các bác nha. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác, đây là một cái sản phẩm mới của bên em. Đó là cái máy hàn siêu siêu, gọi là siêu bình ắc quy, siêu tụ luôn. Đấy, nhưng mà cấu tạo cực kỳ đơn giản. Đấy, bao gồm là đây, một đôi que hàn có cân bằng lực. Đấy, và một con dơ le phụ đề 12V cùng với cái bình ắc quy. Đây các bác ơi, đây cái này nó em sẽ nối vào đây, khi mà em hàn là sẽ đấu điện vào đây cho cái cục timer, cục dơ le này nó nhảy lên nhảy xuống. Đấy, nó nhảy lên nhảy xuống thì điện áp nó sẽ, đây nó đã dẫn vào đây sẵn rồi, là điện áp mát này, âm này. Còn đây là qua dơ le đi qua đây, đóng vào đây, điều khiển dẫn vào đây, qua đây. Đấy, rất chi là đơn giản. Và đây là cái mối hàn của nó này mọi người này. Mối hàn của nó thì đúng là không thể che vào đâu được, thật là kinh nghiệm luôn. Đây, mối hàn đây ạ, em phải quá ngạc nhiên về điều này luôn. Đây, em xin chia sẻ với các bác đây, toàn bộ công trình của em đây. Đấy, cảm ơn các bác đã xem nhá. Thank you.